chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc đồng hồ Girard Perregaux Tourbillon Minute Repeater. Có thể nói chức năng điểm chuông hay là sự có mặt của lồng tourbillon là dấu hiệu nhận định một chiếc đồng hồ đặc biệt phức tạp với những kỹ thuật chế tác thủ công đẹp mắt và cả sự đắt tiền. Dĩ nhiên với sự khó khăn, chỉ có số lượng ít, những nhà sản xuất mới có thể có khả năng đem đến những chiếc đồng hồ phức tạp. Thậm chí là lời nhận định trên còn chuẩn xác hơn khi tích hợp cả điểm chuông và lồng tourbillon vào cùng một cỗ máy đếm thời gian. Những cái tên đã từng sản xuất đồng hồ vừa có lồng tourbillon vừa có chức năng điểm chuông đều đặc biệt dày dặn kinh nghiệm như là Breguet, Audemars Piguet và cả Girard Perregaux với phiên bản đồng hồ tourbillon Minute Repeater hiện đang có mặt tại Gia Bảo Luxury mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Chiếc đồng hồ này có mã hiệu là REF9955007111530, là chiếc đồng hồ độc nhất và có thời gian sản xuất rơi vào năm 2000. Phiên bản đồng hồ này được trang bị bộ vỏ bằng platinum. Cùng với thiết kế này thì thương hiệu đã tạo ra một phiên bản khác từ vàng trắng. Platinum hay là bạch kim là kim loại đặc biệt không chỉ trong làng chế tác. Những chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ, siêu phức tạp mới làm từ platinum. Và có thể nhận định rằng giá thành của chiếc đồng hồ này được cho là một phần từ platinum bên cạnh những tính năng Grand Complication. Một chiếc đồng hồ được làm từ platinum thông thường có giá thành cao hơn từ 30-50% so với phiên bản từ vàng 18 carat. Tuy nhiên thì với kỹ thuật chế tác ngày một hiện đại, nhiều nhà sản xuất có thể tạo nên một bộ vỏ khung đồng hồ từ thép không gỉ đặc biệt hấp dẫn. Và nhiều người không có kinh nghiệm sẽ khó mà phân biệt được đâu là thép không gỉ, vàng trắng hay là platinum. Điều đặc biệt tuyệt vời mà platinum đem lại chính là vẻ ngoài tinh tế, độ bóng ấn tượng. Platinum được sử dụng trong những mẫu đồng hồ cao cấp, còn do kim loại này rất ít bị ăn mòn. Và quay lại với chiếc đồng hồ tâm điểm ngày hôm nay thì phiên bản đồng hồ này sở hữu bộ vỏ khung tròn đơn thuần bằng platinum, được đánh bóng toàn bộ từ vành bezel cho đến dáng càng nối dây cong nhẹ và ôm vát. Bên cạnh đồng hồ là núm điều chỉnh thời gian tại góc 3 giờ và cần gạt chức năng điểm chuông tại phía đối diện. Cố định phần nắp đáy có kính sapphire của phiên bản đồng hồ Girard Perregaux REF9955007111530 này là 4 đinh ốc nằm tại các góc 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Đồng hồ có kích thước là 39mm, khá là nhỏ gọn và được cố định trên tay bằng dây đeo cá sấu, được thực hiện thủ công tại chính xưởng sản xuất của thương hiệu. Khá là thú vị rằng mặt số đồng hồ được thiết kế khá đơn giản, hiện lên với hai màu sắc chính là bạc ở viền ngoài và màu xanh thẫm ở trung tâm mặt số. Trên lớp bạc bên ngoài là 11 cọc số La Mã được in với sơn màu đen. Thay thế cho cọc 9 giờ là bộ hiển thị dây với một kim thanh mảnh và sáng bóng. Dĩ nhiên, hiện lên thì đơn giản, thế nhưng mặt số của chiếc đồng hồ này lại được chế tác không hề dễ dàng. Hai khoảng trống màu xanh trên mặt số của phiên bản đồng hồ này đều được hoàn thiện với vân Guloch đều tăm tắp. Đây là cách hoàn thiện chỉ xuất hiện trên những chiếc đồng hồ cao cấp, được các nghệ nhân chế tác thủ công và tỉ mỉ. Khác với nhiều nhà sản xuất, phô bày những điều phức tạp ngay trên mặt số, Girard Perregaux quyết định đặt cái sự phức tạp nhất bên dưới mặt số. Nhờ vào mặt kính sapphire, chúng ta có thể thấy rõ một lồng tourbillon đang chạy tích tắc cùng với ba cây cầu nối bằng vàng cỡ lớn đã được trang trí và hoàn thiện xuất sắc bởi những vân chồng lên nhau bắt mắt. Trong một bộ máy đồng hồ, cầu nối lớn cho thấy được sự ổn định hơn là những cầu nối khác. Với kiểu dáng mũi tên chắc chắn mà độc đáo, những mẫu đồng hồ Girard Perregaux có lồng tourbillon rất dễ nhận diện. Đây được xem là biểu tượng cực kỳ nổi tiếng. Cầu nối được sử dụng để cố định cũng như là trang trí hoàn thiện về mặt thẩm mỹ trong thiết kế đồng hồ của thương hiệu này kể từ năm 1867. Thiết kế độc đáo này cũng đã được hãng đăng ký sáng tạo vào năm 1884. Không chỉ có một cây cầu bằng vàng, phiên bản REF9955007111530 mà chúng ta đang tìm hiểu ngày hôm nay thì có tận đến 3 cầu nối bằng vàng vững chắc trên lồng tourbillon góc 3 giờ đồng hồ. Cầu nối vàng với viền được vắt cạnh và bề mặt dập vân đẹp mắt, vừa tạo độ sáng và vừa có khả năng hấp thụ hạt bụi siêu nhỏ mà quá trình bộ máy hoạt động tạo ra. Không chỉ là cầu nối, bộ máy tạo năng lượng cho cả chiếc đồng hồ Girard Perregaux Tourbillon Minute Repeater REF9955007111530 này cũng được chiêm ngưỡng một phần dưới lớp kính sapphire. Bộ máy được sử dụng là GP9897 lên cót tay với 37 chân kính. Tích hợp những tính năng như là điểm chuông, lồng tourbillon với ba cầu nối, bộ máy GP9897 có thể cung cấp năng lượng cho cả chiếc đồng hồ vận hành trong khoảng 75 giờ đồng hồ với tần số là 3 Hz.
Và đó là những điều thú vị mà chúng tôi tổng hợp được về mẫu đồng hồ này. Không biết rằng các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.